Xin kính chào quý khán giả đã đến với bản tin tài chính bất động sản được cập nhật mới mỗi ngày của chúng tôi. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Nợ thuế trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đang tăng cao, chủ yếu đến từ nhóm doanh nghiệp liên quan bất động sản, trong đó có hai công ty nợ trên 1.000 tỷ đồng. Ngày 8 tháng 8, ông Thái Minh Giao, Phó Cục trưởng phụ trách Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị vừa hoàn thiện danh sách 100 doanh nghiệp nợ thuế với tổng số tiền 7.861 tỷ đồng, chiếm phần lớn trong số nợ này là các doanh nghiệp liên quan lĩnh vực bất động sản. Dẫn đầu danh sách nợ thuế là công ty cổ phần đầu tư Golden Hill với gần 1.300 tỷ đồng. Các doanh nghiệp có mức nợ thuế từ trên 400 tỷ đồng đến dưới 1.000 tỷ đồng gồm công ty cổ phần phát triển kinh doanh nhà 446 tỷ đồng, Thảo Cầm Viên Sài Gòn 616 tỷ đồng. Nhóm nợ thuế trên 100 tỷ đồng đến 300 tỷ đồng có 5 doanh nghiệp, số còn lại có mức nợ thấp nhất là 9,8 tỷ đồng và cao nhất hơn 91 tỷ đồng. Theo Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh, trong 6 tháng đầu năm 2023, Cục đã ban hành hơn 45.000 quyết định cưỡng chế, tương ứng 185.470 tỷ đồng nợ thuế, thu hồi được hơn 12.700 tỷ đồng. Trong đó, 5.685 tỷ đồng nợ thuế của năm 2022 và 7.024 tỷ đồng nợ mới phát sinh trong năm 2023. Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh đã giao chỉ tiêu thu và xử lý nợ thuế năm 2023 cho các đơn vị trực thuộc, đồng thời tiếp tục rà soát, chuẩn hóa dữ liệu nợ, triển khai đồng bộ các biện pháp đôn đốc thu và cưỡng chế nợ thuế. Trong cuộc họp ngày 31 tháng 5 của Quốc hội, các khó khăn về vấn đề kinh tế, xã hội đã được nhiều đại biểu bóc tách và thẳng thắn nhìn nhận. Đại biểu Nguyễn Hữu Thông bình thuận nhận định, trong những tháng đầu năm 2023, chúng ta chủ yếu thấy những gam màu xám, sự lan tỏa khí thế tăng trưởng của năm 2022 chưa xuất hiện, thay vào đó là những khó khăn, thách thức. Đây không phải là đại biểu duy nhất có những trăn trở về bài toán phát triển của đất nước. Theo đại biểu Vũ Tiến Lộc, Hà Nội, các số liệu mới đây của Tổng cục Thống kê cho thấy, thực trạng kinh tế Việt Nam trong 5 tháng đầu năm là rất khó khăn. Các động lực tăng trưởng chính của nền kinh tế đều đang trên đà suy giảm. Cụ thể, xuất khẩu trong 5 tháng đầu năm đã giảm 11,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp giảm 2%, giải ngân vốn FDI giảm 0,8%. Không chỉ vậy, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng mặc dù có tăng 8,3% so với cùng kỳ sau khi loại trừ yếu tố giá, nhưng vẫn thấp hơn mức tăng 10,3% trong 3 tháng đầu năm. Điều đó đồng nghĩa với việc tốc độ tăng trưởng cũng đang giảm đi. Ông Lộc cho biết, niềm tin kinh doanh đang ở mức thấp. Tính chung, 5 tháng đầu năm, số doanh nghiệp thành lập mới và quay lại hoạt động chỉ là 95.000, giảm 3,7% so với cùng kỳ. Trong khi đó, số doanh nghiệp rút khỏi thị trường là 88.000, tăng đến 22,6%. Phần lớn doanh nghiệp đang hoạt động phải thu hẹp quy mô sản xuất, kinh doanh. Nhiều doanh nghiệp thực tế đã chết lâm sàng. Khu vực kinh tế tư nhân, một trong những thành quả quan trọng bậc nhất của công cuộc đổi mới kinh tế ở nước ta, đang suy yếu trong những năm qua, ông Vũ Tiến Lộc khẳng định. Theo vị này, nguyên nhân chính của tình trạng ảm đạm nói trên, một phần do nhu cầu tiêu dùng tại các nước phát triển tăng trưởng chậm, trong khi đây chính là thị trường xuất khẩu chủ yếu của Việt Nam. Ngoài ra, việc thị trường bất động sản, thị trường trái phiếu doanh nghiệp bị đóng băng cũng gây ra các tác động dây chuyền, khiến tình trạng nợ nần gia tăng, sản xuất bị đình trệ, thu nhập của người dân giảm sút. Không chỉ vậy, đại biểu Mai Văn Hải, Thanh Hóa còn cho rằng những vướng mắc về quy định phòng cháy chữa cháy đang trở thành chướng ngại ngắn đường phát triển của nhiều doanh nghiệp. Sau 2 năm chống chọi với đại dịch Covid-19, nhiều doanh nghiệp đã gặp rất nhiều khó khăn, thậm chí phải đóng cửa, ngừng hoạt động. Việc sản xuất kinh doanh cũng vì thế mà bị đình trệ. Đến nay, những quy định về phòng cháy chữa cháy lại tiếp tục gây ra nhiều rào cản, khó khăn và khiến các doanh nghiệp gặp vướng mắc chưa thể tháo gỡ. Ông Mai Văn Hải chia sẻ thêm. Trong bối cảnh khó khăn hiện tại, ông Vũ Tiến Lộc cho rằng chính phủ cần thực hiện các biện pháp tài khoá và tiền tệ mạnh mẽ hơn. Lạm phát tại Việt Nam đang giảm nhanh, nhưng cán cân thương mại đang thặng dư lớn. Việt Nam xuất siêu 9,8 tỷ đô la Mỹ trong 5 tháng đầu năm. Thêm vào đó, nợ công mới chỉ ở mức 43,1% GDP, thấp hơn nhiều so với trần nợ công 60% GDP do Quốc hội quy định. Vì vậy, ông Lộc cho rằng dư địa của các chính sách tài khoá tiền tệ còn lớn. Đây là thời điểm thích hợp để chúng ta thực hiện quốc sách khoan sức dân, yểm trợ cho các doanh nghiệp, không nên tăng thêm bất cứ loại thuế phí và thủ tục nào. Các đề xuất theo kiểu tăng giá điện, tăng thuế mặt hàng nước uống có đường, áp chi phí tái chế bao bì cho các ngành sản xuất nên dừng lại, ông Lộc bình luận. Theo vị này, việc giảm thuế VAT 2% trong thời gian tới nên được mở rộng ra cho tất cả các ngành hàng và kéo dài ít nhất 1 năm. Nhìn nhận từ phía doanh nghiệp, đại biểu Phạm Văn Hòa, Đồng Tháp cũng đề nghị chính phủ tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, giúp các đơn vị dễ dàng tiếp cận vốn của ngân hàng. Ngoài ra, ông cũng mong muốn sẽ có thêm nhiều ưu đãi thuế, miễn giảm thuế, phí, lệ phí trước bạ nhằm thu hút doanh nghiệp quay trở lại hoạt động và thành lập mới.
các vấn đề của thị trường bất động sản, chứng khoán cũng cần được kiểm soát và giải quyết để sớm ổn định trở lại. Cần tháo gỡ ngay những khó khăn vướng mắc trong quy định về phòng cháy chữa cháy. Nếu không có sự thay đổi về tiêu chuẩn, quy chuẩn thì sẽ có hàng nghìn doanh nghiệp, cơ sở phải đóng cửa, ông Hòa chia sẻ thêm. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất về tài chính bất động sản, quý khán giả đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng chuông. Chúng tôi rất mong nhận được sự ủng hộ và đồng hành của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.